Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì tình hình xe mới không có giảm thuế các anh chị, nên nếu mà các anh chị và các bạn nào mình đang cần tìm mua cho mình những chiếc xe lướt, những chiếc xe đã qua sử dụng để tiết kiệm cho mình nhiều chi phí hơn, thì nhớ ghé qua kênh của Toàn để lựa chọn cho mình được một chiếc xe phù hợp nha. Hôm nay bên Toàn nhiều xe hot lắm các anh chị, thì sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Toàn, cũng như những chiếc xe đã bán đi rồi cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn nhé. Nhớ ở lại đây xem hết video với Toàn ngày hôm nay nhé. Rồi mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan hạng B. Phải nói rất đẹp các anh chị, dòng này thì siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm nhiên liệu mà chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng khá là bình dân các anh chị ha. Honda City phiên bản RS, bản cao cấp nhất đời 2022, mới đi có 26.000 km thôi. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 529 triệu các anh chị. Màu đen khá là sang các anh chị ha. City này Toàn còn thêm chiếc màu trắng tương tự nữa. Anh chị nào quan tâm thì alo Toàn, thì gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem ha. Có cam lùi, cảm biến lùi, dán phim về mưa cho mình nè. Ghế da pha nỉ nguyên zin, sàn 5D trần nguyên bản. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình Android luôn các anh chị, đầy đủ sử dụng. Mua về là sử dụng ngay, thôi không cần phải trang bị thêm gì nữa hết các anh chị ha. Vì đây là video tổng hợp nên Toàn không có đi vào chi tiết xe quá nhiều, Toàn chỉ đi tổng thể thôi. Các anh chị có quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó ở đây thì alo cho Toàn đi, Toàn sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi mình đi tiếp các anh chị, mình đi hết dãy bên này trước nha. Rồi một chiếc xe 5 chỗ sang trọng lại cực kỳ nhiều option nè các anh chị. Mazda 3 sedan nhé, phiên bản luxury đời 2022. Em này đi khoảng ba mấy ngàn km, 37.000 các anh chị. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 576 triệu các anh chị ha, 576 các anh chị. Đấy, lại là một chiếc xe màu đen nữa. Thường thì 5 chỗ bên Toàn hay về trắng, đỏ, bạc rồi là nhiều các anh chị. Màu đen thì rất là ít xe luôn. Đó, đây là nếu mà các anh chị nào mình thích cái sự sang trọng, huyền bí, chốt ngay chiếc này các anh chị nhé. Em này ghế da, ghế lái chỉnh điện các anh chị ha. Đấy, form dáng thiết kế rất là đẹp, có màn hình đầy đủ cho mình hết. Một chiếc xe 5 chỗ hạng C nhé. Xe bên Toàn thì đời từ 2018-2019 đổ lên, Toàn còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu nè, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Toàn thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Rồi tiếp theo các anh chị, chiếc này Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury đời 2021 nhé. Em này thì đi được đâu đó khoảng 48.000. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 529 triệu các anh chị nha. Đấy, lại là một chiếc màu đen nữa nè các anh chị, rất là đẹp luôn á, form mới ha. Form cũ của nó là Cerato các anh chị, form mới của nó đổi tên là Kia K3 các anh chị ha. Form dáng rất là đẹp luôn. Ghế da, ghế lái chỉnh điện, có cân bằng điện tử, đàm thoại rảnh tay cho mình, có cửa sổ trời luôn, dàn lạnh hai vùng các anh chị. Và xe này anh chủ lên cho mình luôn cái màn hình Android luôn rồi các anh chị. Đấy, em này thiết kế và nó rất là hiện đại các anh chị, và rất là trẻ trung ha. Tất cả xe bên Toàn khi mà bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao tết hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra bên Toàn thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nhé. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao nếu còn bảo hành chính hãng, mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường, được bảo hành hai nơi các anh chị. Rồi mình đi tiếp ha. Một chiếc xe hạng C, phải nói cực kỳ thể thao luôn. Và dòng này nếu các anh chị và các bạn nào có theo dõi bên kênh của Toàn thường xuyên thì sẽ biết bên Toàn về rất là nhiều và nhận cọc cũng rất là nhanh, nên nếu mà anh chị em nào mình ưng thì mình chốt sớm ha. Honda Civic các anh chị, phiên bản RS, bản cao cấp nhất đời 2019. Dòng này thì được nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi khoảng 71.000 km rồi và được anh chủ lên rất nhiều option. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 629 triệu các anh chị nha. Màu trắng cực kỳ thể thao luôn. Đấy, xe này thì anh chủ lên cho mình bốn cái mâm thể thao các anh chị ha, rất là đẹp luôn á. Lên cho mình bô on off nè, lên cho mình một cái vô lăng carbon nữa các anh chị. Đấy, khá là xịn sò ha. Cái vô lăng này không là hết mấy triệu rồi đó các anh chị, cực kỳ thể thao luôn. Anh chị nào mà mình thích độ xe nè, mình thích cái form dáng thể thao thì lấy ngay em này ha. Rồi ok, mình đi tiếp các anh chị ha. Dưới này nha,
một chiếc xe sedan giá mềm chưa tới 400 nhưng mà được trang bị rất là nhiều option luôn. Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động các anh chị, đời 2017, đi khoảng 69.000. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 399 triệu các anh chị. Màu trắng cực kỳ đẹp các anh chị nha. Có cảm biến trước sau nè, có cam lùi cho mình. Anh chủ lên cho mình 4 cái mâm khá là thể thao các anh chị. Đó, ghế da nha, rồi ghế lái chỉnh điện, lót sàn cho mình, rồi có cửa sổ trời lên màn hình đèn roi cho mình luôn các anh chị. Gian lạnh thì hai vùng nha. Rồi, ở tầm tay chính 399 triệu này, nếu mà các anh chị mua xe mới á, thì chắc chỉ mua được những chiếc i10 hay là Morning thôi, nhiều khi không đủ luôn á các anh chị, những chiếc form mới là không đủ luôn á. Đó, thì mình có thể là mình cân nhắc mình lấy em này, đời thấp hơn chút xíu nhưng mà được cao hơn 2 phân khúc các anh chị ha, rộng rãi thoải mái và được trang bị nhiều option hơn nhé. Rồi, tiếp theo các anh chị, một chiếc xe 5 chỗ phải nói là siêu bền bỉ luôn. Dòng này phải gọi là quốc dân luôn các anh chị. Được các anh chị và các bạn nhà mình tìm kiếm rất là nhiều ha. Dòng này đi gia đình cũng được, kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm cũng khá là ok nè. Toyota Vios phiên bản G nha, số tự động, đời 2022, đi 60.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 476 triệu, màu vàng ghi các anh chị. Xe này là thì anh chủ có ra biển vàng để chạy kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên chiếc xe cũng rất đẹp luôn các anh chị ha. Ghế da lót sàn bọc trần các anh chị, đầy đủ hết. Đấy, dòng này thì khỏi phải bàn rồi. Về bảo dưỡng, đổ xăng đi thôi các anh chị, không có bị hư hao vặt gì hết. Các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi, đi tiếp các anh chị. Bên này, xe này bên Tuyền mới về nè các anh chị. Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động, đời 2018, đi khoảng 34.000 thôi. Siêu cọp nha, bên Tuyền đang bán xe này với giá là 439 triệu các anh chị ha. Màu này màu nâu các anh chị. Màu vàng đi hay là gọi là vàng cát á. Đó. Rồi, dán phim cho mình nha. Ghế da rồi nè, ghế lái chỉnh điện ha, đàm thoại rảnh tay, rui control, có cửa sổ trời cho mình nữa các anh chị. Đấy, dàn lạnh hai vùng màn hình đầy đủ cho các anh chị nhà mình sử dụng luôn. Xe này là hôm trước bên Tuyền bán ra cho một anh khách trước, ảnh có ra biển vàng để chạy kinh doanh dịch vụ các anh chị. Đợt này thì ảnh đổi lên 7 chỗ để mà chạy được nhiều hơn, chở được nhiều khách hơn, đó là để xe này lại cho bên Tuyền ha. Rồi tiếp tục các anh chị, dưới này các anh chị nhé. Mazda 3 sedan phiên bản luxury đời 2022 các anh chị, tương tự với chiếc màu đen lúc nãy nhưng mà xe này đi nhiều hơn, đi 66.000 các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 569 triệu. Màu xám các anh chị nhé. Màu xám lông chuột các anh chị. Nhìn cũng khá là sang ha. Xe tiền trưng bày ngoài quốc lộ đó là có phần hơi bụi chút xíu ha. Đấy, còn một khi mà xe mà được bàn giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nhé. Form dáng thiết kế của em này phải nói rất là sang các anh chị, sang lắm. Đấy, giá thì chỉ hơn 550 chút xíu thôi thì đã có thể mua được ha. Nếu mà những chiếc xe này các anh chị nhà mình chuẩn bị giúp Tiền Lánh khoảng 200 là có nhờ thể nhận xe được rồi nè. Nếu mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích một trong những chiếc xe nào đó bên Tuyền mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì có thể là alo Tuyền đi, Tiền gửi video chi tiết riêng về chiếc xe đó cho các anh chị nhà mình xem ha. Nếu được thì anh chị em mình sẽ chốt giá nè, chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu. Mình giữ xe lại đi các anh chị, rồi nay mai mình lên mình xem xe để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mà không cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi, thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Còn trường hợp các anh chị lên xem xe cứ đi tới hạn thoải mái, không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí tới hạn đó, nên là các anh chị không có mất mát gì hết ha. Bên Tuyền bán xe thì có cam kết, có bảo hành bằng văn bản rõ ràng, chứ không có nói miệng suông, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi mình đi tiếp qua giải bên này các anh chị. Rồi ok nhé. Bên Tuyền thì bán xe online rất là nhiều năm rồi, nên nếu mà các anh chị nào mà đã từng mua xe online bên Tuyền rồi thì cho Tuyền xin một cái comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, để những anh chị nào đang tìm hiểu bên Tuyền nè, đang chuẩn bị mua xe online tại bên Tuyền thì sẽ cảm thấy tự tin hơn ha. Rồi tiếp theo, một dòng xe 7 chỗ gầm cao siêu hot nha, Toyota Fortuner các anh chị, máy xăng số tự động 2 cầu nha, đời 2019. Em này thì đi khoảng 40 mấy ngàn á các anh chị.
Quân Tuyền đang bán xe này với giá là 839 triệu các anh chị. Dán phim về mưa lên bể bước, ghế ga, ghế lái chỉnh điện ha. Lốc sàn cho mình rồi, trần nguyên bản, màn hình là màn hình zin theo xe các anh chị. Đó. Màu này màu bạc các anh chị ha, gầm cao. Anh chị nào mà đang tìm hai cọc chốt ngay đi rất là sướng luôn các anh chị. Rồi tiếp theo bên này các anh chị. À, 5 chỗ gầm cao nha. Em này là Mazda CX-3 các anh chị, phiên bản premium đời 2022. Dòng này thì được nhập Thái Lan nguyên chiếc màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Em này bên Tuyền đang bán với giá là 589 triệu các anh chị ha. Cực kỳ sang trọng luôn, ghế da, ghế lái chỉnh điện nè, nhớ ghế nè. Rồi có màn hình cho mình nữa các anh chị, rui control đầy đủ ha. Anh chị nào mà tài chính 600 quay đầu, đang tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao nè, vừa sang trọng vừa trẻ trung năng động hiện đại, chốt ngay em này nhé. Rồi tiếp theo các anh chị, một dòng xe 7 chỗ phải gọi là best seller của bên Tuyền, bán hoài không chán nhé. Mitsubishi Xpander số tự động đời 2020. Em này mới đi có 31.000 km thôi các anh chị, đi rất ít nha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 539 triệu các anh chị. Ghế da, lót sàn, bọc trần đầy đủ, màn hình zin theo xe, cân bằng điện tử, đàn thoại rảnh tay, cruise control đầy đủ option nhé. Có nhiều anh chị hay nhầm cái bản này, không biết là xe này là bản tương đương với bản premium hay là bản eco đời bây giờ. Thì em này là bản cao nhất các anh chị, tương đương với bản full option, bây giờ là bản premium các anh chị ha. Rồi đi tiếp nha. Dưới này các anh chị. Rồi. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 premium đời 2022. Xe này thì bên Tuyền đang bán với giá là 779 triệu. Màu đen cực kỳ sang trọng luôn, cảm biến trước sau, cam lùi cốp điện các anh chị ha, dán phim cho mình luôn rồi. Ghế da nguyên zin, ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện các anh chị, có cửa sổ trời gian lạnh hai vùng, màn hình phanh tay điện tử, chế độ sport thể thao các anh chị ha, rất nhiều option luôn. 5 chỗ gầm cao sang trọng đẳng cấp, chốt ngay em này các anh chị nha. Hôm trước thì có về thêm chiếc màu đỏ nữa thì đã nhận cọc rồi, hiện tại set 5 thì còn chiếc này, chốt sớm ha. Rồi tiếp theo các anh chị, chiếc này Hyundai Stargazer các anh chị, một dòng xe 7 chỗ mẫu mới nha. Em này là bản cao cấp 6 ghế thôi các anh chị, đời 2022, đi khoảng 30.000, nhập Indo nguyên chiếc. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 559 triệu, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, cho các anh chị nhà mình xem hàng ghế thứ hai nhé. Xe này thì sẽ cắt đi một cái ghế ở chính giữa các anh chị, là một cái lối đi xuống hàng ghế thứ ba, tựa như là Sedona vậy đó các anh chị, rất là rộng rãi thoải mái. Em này là siêu rộng nha, rộng hơn cả Xpander nè, rộng hơn cả Toyota Rush và XL7 luôn các anh chị. Đó, có sạc không dây nè, để tiền xem. Rồi có nói chung là nhiều option hơn những con kia rất là nhiều ha. Quan tâm chi tiết thì alo tê. Rồi mình đi qua bên này các anh chị ha. Rồi, 5 chỗ gầm cao nè các anh chị. Em này là Peugeot 3008 nha. Bản Cityline đời 2022, đi khoảng 48.000 thì phải. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 899 triệu các anh chị. Màu xám rất đẹp. Đấy, em này thiết kế và nó cực kỳ sang luôn. Anh chị nào mà hôm trước có liên hệ tiền tìm túc xanh nè, tìm xếp 5 mà tiền hết xe đó, thì có thể cân nhắc lấy em này ha. Một dòng xe mang thương hiệu đến từ Pháp các anh chị, quá sang trọng luôn á. Rồi ok, mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị ha. Mình đi từ trong này mình đi ra đi. Những chiếc xe trong này sao mà bụi quá vậy nè ta. Bên Tuyền là quốc lộ các anh chị, nên xe mà để một ngày thôi là bao phủ bụi luôn á. Rồi xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha. Em này là Mazda CX-8 phiên bản 2.5 hai cầu nha, bản cao cấp nhất đời 2020. Nhưng em này đi khoảng 89.000 km, bên Tuyền đang bán với giá là 829 triệu các anh chị. Màu xanh Carbonside cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Option miên man. CX-8 này tiền còn hai xe, còn thêm chiếc màu trắng tương tự nữa các anh chị, màu trắng 2019 cũng bản hai cầu luôn. Chút xíu thì sẽ đi sơ xe đó cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi bên này các anh chị, Fortuner máy dầu số tự động một cầu đời 2021 các anh chị nha. Em này thì em này 22 chứ, đời 2022, đi khoảng 42.000.
Vân Tuyền đang bán xe này với giá là 999 triệu các anh chị. Đấy. Và Fortuner này thì còn thêm chiếc màu đồng nữa, em này màu đen nha. Còn thêm chiếc màu đồng đời 2021 với giá mềm hơn, khoảng 970 mấy triệu các anh chị. Đó, quan tâm thì alo Tuyền. Và Tuyền còn thêm chiếc Fortuner Legender nữa các anh chị. Máy dầu số tự động một cầu đời 2022 với giá hơn tỷ chút xíu, quan tâm thì alo Tuyền nha. Rồi em này, Kia Sedona máy xăng bản full option đời 2020. Em này thì bên Tuyền đang bán với giá là 899 triệu các anh chị, màu trắng ha. Sedona này nếu mà các anh chị nào thích máy dầu thì Tuyền còn thêm chiếc nữa màu đỏ các anh chị, cũng đời 2020, bản full luôn. Bằng giá với em này 899 triệu nha. Đấy, tìm Sedona máy dầu thì alo Tuyền nè. Và những chiếc xe đây thì Tuyền còn một số xe đang ở chi nhánh Bình Tân. Dưới đó 5 chỗ thì có cả Elantra Sport 2018, 2019 nè. Rồi có Accent các anh chị, Accent 2022 bản đặc biệt ha. Rồi có Carnival nè. Rồi Xpander nữa các anh chị, Xpander màu trắng nữa ha. Rất là nhiều xe các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào thì nhớ alo Tuyền đi, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến về phía kho bên dưới nha. Nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền nha. Đây là khu vực vệ sinh xe các anh chị ha, mấy bạn đang đánh bát chuẩn bị giao xe. Còn bên trong đây là khu vực bàn giao xe các anh chị, đó đang đậu sẵn đợi khách hàng tới nhận xe ha. Rồi mình đi tiếp dưới dãy bên này các anh chị. Đây, một chiếc xe hạng D sang trọng đẳng cấp từ xưa đến nay luôn nè các anh chị. Toyota Camry phiên bản 2.0e nha, đời 2018. Em này thì đi được đâu đó khoảng 60 mấy ngàn km rồi. Với Tuyền đang bán xe này với giá là 659 triệu. Màu vàng ghi cực kỳ sang luôn các anh chị. Đấy, tài chính chỉ lanh thanh 650 triệu thôi thì đã có thể mua được Camry sang trọng như thế này rồi nha. Đấy, dòng này thì khỏi phải bàn các anh chị ha. Đó, rồi cực kỳ nhiều option luôn, anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm ha. Đợt này thì kho xe bên Tuyền thì cũng trống vơi đi rất là nhiều, các anh chị bán vơi đi khá là nhiều rồi nên là cũng đang cần thu mua thêm rất nhiều các dòng xe từ 5 chỗ 7 chỗ bán tại các hãng khác nhau. Các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không có sử dụng tới nè thì để lại cho bên Tuyền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe như thế nào đó thì alo Tuyền, Tuyền sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Đầu tiên các anh chị nhà mình chỉ cần chụp hình giúp Tuyền cà vẹt đăng kiểm nè và vài tấm hình xe có đồng hồ km xe thì Tuyền sẽ định giá xe cho các anh chị ha. Định giá ok xong xuôi hết, đồng ý thì sẽ sắp xếp xuống nhà các anh chị xem xe. Đấy, không có vấn đề gì hết, xe đẹp thì bên Tuyền sẽ full tiền và ký công chứng trong vòng một buổi để xong thủ tục rất là nhanh gọn lẹ luôn các anh chị ha. Rồi ok, chiếc này bên Tuyền đã bán rồi nha, Kia K3 màu trắng các anh chị, Tuyền bán rồi, Tuyền còn chiếc Kia K3 màu đen á, quan tâm thì chốt sớm ha. Rồi 5 chỗ gầm cao giá mềm mềm trốn ngay em này, Ford EcoSport phiên bản Titanium các anh chị, bản cao cấp nhất số tự động nha, đời 2019, em này đi 66 ngàn. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 449 triệu các anh chị. Những anh chị nào mình ở khu vực địa hình khó đi, mình thích đi gầm cao mà tài chính mình yếu yếu, lanh hoành 450 chốt ngay em này các anh chị. Dòng này thì những anh chị Đắk Nông mua xe bên Tuyền rất là nhiều ha. Lâm Đồng nè, Đắk Nông nè, Đắk Lắk nè. Đấy, Bình Phước là hay đi những cái dòng này lắm các anh chị. Rồi mình đi tiếp luôn nha. Bên này Toyota Avanza nha, phiên bản số tự động đời 2023 đi khoảng 22 ngàn thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 519 triệu các anh chị. Anh chị nào mà đang tìm xe 7 chỗ vừa đi gia đình được, vừa kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm được nè, giá mềm lanh hoanh 500 còn góp được, chốt ngay em này luôn. Em này chuẩn bị cho Tuyền tầm khoảng 180 thôi, 180 là có thể nhận xe được rồi đó các anh chị. Màu trắng siêu đẹp ha. Và Avanza này thỉnh thoảng Tuyền mới về được xe các anh chị, nên là nếu mà các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm ha. Rồi đi tiếp bên này, quá đẹp luôn các anh chị, form dáng của nó cực kỳ đẹp luôn nè. Hyundai Elantra phiên bản N-Line nha, bản cao cấp nhất nha, đời 2023 đi mới có 7 ngàn thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 719 triệu, màu đỏ rất là đẹp luôn. Elantra bản N-Line này Tuyền còn thêm chiếc màu đen đời 2022 với giá là 699 triệu. Anh chị nào quan tâm tới chiếc màu đen đó thì alo Tuyền ha. Còn ưng chiếc này thì chốt ngay đi, có 7.000 km ta không có gì để bàn hết các anh chị. Chất xe miễn bàn như xe hãng các anh chị nhé. Đấy, bản 1.6 turbo hồi trước đó các anh chị ha. Rồi ok, mình đi tiếp dưới này. Dưới này hôm nay bán vơi đi rất là nhiều luôn rồi các anh chị. Trống kho luôn các anh chị nhà mình thấy không ạ?
Bên này thì Veloz nhận cọc rồi các anh chị ha, đang làm ngân hàng cho khách rồi nè. Dưới này còn hai xe á. Dưới này là CRV bản L 2022 màu trắng nhận cọc rồi. CRV thì hiện tại bên Tuyền đang còn chiếc bản L màu đen đời 2020 nha. Thích thì alo Tuyền. Rồi em này các anh chị Mazda C8 nha, phiên bản 2.5 số tự động hai cầu, đời bản cao cấp nhất nha. 2019 nhưng mà đi khoảng 45 ngàn, bên Tuyền đang bán với giá là 829 triệu màu trắng siêu hot luôn. Rồi C8 đợt này may mắn về được hai xe các anh chị, một chiếc màu xanh và một chiếc màu trắng. Hai em này thì bằng giá với nhau nhưng mà khác đời, do em này đi ít hơn đó nên Tuyền bán bằng với giá của chiếc 2020 cùng bản ha. Rồi đi tiếp bên này các anh chị. Rồi anh chị nào mà mới lấy bằng nè, hoặc là đang tập lái, lấy ngay chiếc xe này chưa tới 200 nữa các anh chị. Hyundai i10 số tự động đời 2009 các anh chị nha, nhập Ấn Độ nguyên chiếc luôn. Em này thì đi khoảng chắc chưa tới 60 ngàn các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 188 triệu các anh chị nhé. Rồi ok, có các anh chị nào mà đang tìm Sonet không? Sonet thì còn chiếc số sàn màu cam 2023 luôn á. Đó, số sàn nha các anh chị. Sonet đợt này thì không còn số tự động, và Seltos đợt này thì cũng hết luôn. Anh chị nào có xe thì chia sẻ cho Tuyền nha, đảm bảo thu giá sẽ cao nhất thị trường. Xe này thì các anh chị bên Tuyền đang chuẩn bị đánh bát các anh chị. Mazda 3 phiên bản Premium đời 2022 màu đỏ pha lê cực đẹp luôn, đang cho đánh bát, đang cho dọn xe các anh chị, nhưng quay sơ cho các anh chị nhà mình xem luôn ha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 618 triệu nhé. Đấy, anh chị nào mình mạng hỏa thì không thể bỏ lỡ em này nha. Hôm qua cuối tuần nhận cọc được cũng khá nhiều xe á các anh chị. Nhận cọc Cerato nè, rồi Xpander nè, rồi Karen nữa. Karen mới về chưa kịp lên sóng nhận cọc luôn. Rồi nhận cọc Fortuner, rồi Sedona, rất là nhiều xe luôn các anh chị. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng một chiếc xe nào đó bên Tuyền thì nhanh tay chốt sớm ha. Tại vì các anh chị biết sao, xe cũ mỗi loại nó chỉ có một xe thôi. Mình mua hụt mình phải chờ những chiếc xe sau về, và những chiếc xe đẹp thì sẽ rất là lâu. Nên ưng là phải chốt ngay, đừng chần chừ suy nghĩ nữa các anh chị ha. Rồi ok, chiếc này Honda CR-V phiên bản 2.4L các anh chị, 5 chỗ gầm cao nha, đời 2014. Em này thì đi khoảng 62.000 thì phải, 62.000. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 499 triệu các anh chị. Tất cả giá đây Tuyền báo thì đều còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẹ nhé. Rồi thì vừa rồi Tuyền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền. Các anh chị thích chiếc nào thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp, hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền, thì liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi mà có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị nhà mình sẽ là người đầu tiên xem được ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.